Thưa quý vị và các bạn, với việc tập trung mạnh mẽ các nguồn lực vào đầu tư phát triển hệ thống điện theo các quy hoạch phát triển điện lực quốc gia và quy hoạch điện lực của các địa phương. Đến nay hệ thống nguồn và lưới điện trên địa bàn tỉnh thời gian qua liên tục được đầu tư mở rộng phạm vi, quy mô và năng lực sản xuất. Đến nay toàn tỉnh Lâm Đồng có 142 trên 142 xã phường thị trấn có điện, với tỷ lệ hộ dân có điện trên toàn tỉnh đạt 99,89%, trong đó tỷ lệ số hộ có điện ở nông thôn hiện nay đạt 99,81%. Cùng với đó, trong tổng số 111 trên 111 xã tham gia chương trình mục tiêu về xây dựng nông thôn mới, đến nay 100% xã đạt tiêu chí số 4 về điện. Việc phát triển điện nông thôn trong thời gian qua đã có phần rất quan trọng cho việc phát triển kinh tế ở khu vực nông thôn để nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao đời sống của người dân nông thôn. Đặc biệt, ngành điện lực Lâm Đồng tiếp tục đầu tư công trình cấp điện cho các thôn chưa có điện trên địa bàn tỉnh, buôn vùng sâu vùng xa, địa bàn khó khăn, dân cư thư thớt của tỉnh, góp phần tạo động lực cho chương trình mục tiêu về xóa đói giảm nghèo nâng cao đời sống vật chất tinh thần tạo điều kiện chuyển đổi cơ cấu sản xuất của người dân khu vực nông thôn góp phần cải thiện và thu hẹp dần khoảng cách phát triển kinh tế vùng